hết đồng hồ đôi. Kỳ Duyên, Minh Triệu là ở chung phòng, cùng chụp ảnh concept ban công. Người hâm mộ có lẽ chẳng còn xa lạ gì với việc Kỳ Duyên, Minh Triệu được đông đảo khán giả đẩy thuyền. Dù đã khẳng định cả hai là bạn thân, nhưng việc họ luôn xuất hiện như hình với bóng, dành cho nhau những cử chỉ tình tứ, khiến ai nấy đều tin họ chính là một cặp. Cả hai tiếp tục để lộ hình ở chung phòng thông qua loạt ảnh đăng tải trên trang cá nhân. Cụ thể, hai người đạp đồng loạt chia sẻ những bức ảnh diện áo choàng tắm và tàu dáng bên ban công. Dù chẳng có tấm nào chụp chung, thế nhưng nhìn vào ai cũng biết cả hai đứng chụp ở cùng một thời điểm. Có thể thấy phó nháy chính là đối phương chứ không ai khác. Trước đó, Kỳ Duyên, Minh Triệu đồng loạt đăng tải những khung hình check-in trên máy bay cùng di chuyển ra Hà Nội. Nhìn vào không khó để nhận ra cả hai diện đồ đôi. Đáng nói đây vốn không phải là chuyện ngày một ngày hai, việc hai người ăn mặc giống nhau đã xảy ra nhiều như cơm bữa. Không chỉ dừng lại ở khoảng quần áo, Kỳ Duyên, Minh Triệu còn thích sưu tầm đồ đạc phụ kiện có đôi có cặp. Dù đã khuya nhưng cả hai vẫn rủ nhau đi sắm điện thoại iPhone 14 màu tím làm mưa làm gió. Ngoài ra họ còn thích sưu tầm những chiếc đồng hồ giống nhau, chiếc nào chiếc nấy đều đắt sắc ra miếng. Thời điểm chưa bùng phát dịch Covid-19, cặp đôi mỹ nhân này thường chiêu đãi người hâm mộ bằng những bộ ảnh siêu chất tại nhiều nơi trên thế giới. Hình ảnh đôi bạn thường xuyên mặc đồ đôi, nhan sắc cực phẩm 1910 nắm tay nhau đi khắp thế gian khiến người hâm mộ không khỏi ghen tị. Có lẽ cuộc đời này chẳng cần có nhiều bạn làm gì, một người thôi mà như Minh Triệu với Kỳ Duyên là đủ. Trên trang cá nhân, hoa hậu Kỳ Duyên đã khoe loạt ảnh đi shopping của mình và cô bạn thân Minh Triệu kèm caption cùng nhau làm những điều mình thích. Cả hai chơi lớn mua đồng hồ đôi và lựa chọn item đến từ một thương hiệu đình đám. Theo tìm hiểu, giá trị của mỗi chiếc đồng hồ này lên đến khoảng nửa tỷ đồng. Giờ đây hai người đẹp đã được nhiều khán giả nhắc đến là một trong những cặp đôi tình trong như đã, mặt ngoài còn e của Vbiz. Trong suốt khoảng thời gian qua, họ đã không ít lần gây bão vì những khoảnh khắc tình tứ hết phần thiên hạ. Ngoài việc luôn bên nhau như hình với bóng, song hành trong những dịp đặc biệt, họ còn được cho là có mối quan hệ rất tốt với gia đình của đối phương. Trong dịp sinh nhật 34 tuổi của siêu mẫu Minh Triệu, không chỉ tạo bất ngờ bằng cách trang trí không gian mang đậm hơi thở biển cả, nàng hậu còn chi lớn mua đồng hồ hàng hiệu tặng cho cô bạn thân. Món quà này đã được cô bạn thân cho lên sóng, còn trịnh trọng cảm ơn đến Kỳ Duyên, khiến người hâm mộ quán quéo hết cả lên vì độ tình bể bình của hai mỹ nhân. Minh Triệu khoe món quà nhận được từ cô bạn thân Kỳ Duyên là chiếc đồng hồ đến từ một thương hiệu xa xỉ. Đính kèm là lời chia sẻ ngọt ngào, món quà tinh tế, Triệu thích lắm. Không phải bởi giá trị mà vì sự timeless. Cảm ơn GB, GoBell, BB. Nữ siêu mẫu còn cẩn thận tác tên nàng hậu và bài đăng. Chiếc đồng hồ hiệu trị giá 100 triệu đồng được Kỳ Duyên xuống tay mua cho tri kỷ. Nhưng như Minh Triệu chia sẻ, cô thích món quà không phải vì giá trị đắt đỏ của nó, mà bởi ý nghĩa mãi mãi của nó. Không ít người hâm mộ xuýt xoa trước độ chịu chi của người đẹp dành cho cô. Đây hẳn xếp vào món quà sinh nhật tiền tạ tiền tấn mà người đẹp từng nhận được. Không chỉ mua đồng hồ với giá 100 triệu đồng, cô còn đích thân đeo nó vào tay Minh Triệu. Trong đoạn clip được chia sẻ, cô nàng bẽn lẽn tặng quà cho tri kỷ. Với gương mặt hồi hộp, biểu cảm không biết liệu bản thân có thích món quà hay không, Kỳ Duyên làm ai nấy phải bật cười trước vẻ đáng yêu quá đỗi. Không chỉ vậy, họ còn thường xuyên sánh bước bên nhau tại các sự kiện thảm đỏ, cùng đóng vai trò vedette trong một show diễn, cùng làm giám khảo tại một cuộc thi. Trên hành trình hoạt động nghệ thuật của Kỳ Duyên luôn có dấu chân của Minh Triệu. Không ngoa khi nói rằng cặp đôi này hợp từ đời sống đến sân khấu, hệt như một cặp bài trùng không thể thay thế trong cuộc đời của nhau. Kỳ Duyên, Minh Triệu là cặp đôi được rất nhiều người yêu mến. Càng ngày họ càng chăm xuất hiện cạnh nhau và thoải mái đăng tải những khung ảnh chụp chung. Song để định nghĩa chính xác mối quan hệ này là tình bạn, tình yêu hay tri kỷ thì chỉ người trong cuộc mới biết rõ. Quả thực làm gì cũng phải có đôi có cặp. Nhìn vào những khoảnh khắc bên nhau của họ, các fan đẩy thuyền lại được fan đứng ngồi không yên. Tham gia bình chọn phim và diễn viên yêu thích tại Dan Movie and TV Beat, nhận ngay cơ hội gặp gỡ các nghệ sĩ tại hai đêm công bố kết quả. Truy cập website dianh.net/dmtv hoặc bình chọn trên các fanpage của chương trình. Thời gian bình chọn diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 2020. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.